Hội nông dân huyện Long Điền vừa tổ chức bàn giao vật tư nông nghiệp cho 10 hộ nông dân ở An Ngãi tham gia vào mô hình trồng lúa theo hướng Việt Gáp trên diện tích 10 hectare. Tham gia mô hình trồng lúa theo hướng Việt Gáp, mỗi hộ được hỗ trợ 80 kg lúa giống, 230 kg phân bón và 4 chai thuốc bảo vệ thực vật. Tổng kinh phí thực hiện mô hình 56 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. Trước đó, các hộ đã được trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Long Điền tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản để ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh hại. Khi mà nhận được giống với phân về thì coi như là tụi tôi sẽ là coi như là cố gắng là làm theo là hướng dẫn của cô giáo và hướng dẫn của hội nông dân huyện, thì chúng tôi là coi như là đảm bảo sản xuất chất lượng cao. Mình hồi nào giờ chưa làm nhưng mà phải dán làm cho nó tốt lên, huyện xã ủng hộ cho mình cảm ơn.